Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thăm Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020, phần lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 13 Đại Kinh Khổ Uẩn Maha Dukkha Khandha Sutta, phân đoạn 077 đến 078 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, con xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi vạn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 13 Đại Kinh Khổ Uẩn Maha Dukkha Khandha Sutta, phân đoạn 077 đến 078 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai phân đoạn cuối cùng của bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn. Dục lạc là một vấn đề cần phải hiểu qua ba phương diện: vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly. Chúng ta đã học xong. Qua đến vấn đề thứ
hai là về sắc, sắc dục hay là sắc tướng. Cũng cần được hiểu trên ba phương diện: vị ngọt của sắc, sắc tướng, nguy hiểm của sắc tướng và sức ly sắc tướng. Vấn đề thứ ba là về cảm thọ. Cũng phải hiểu trên ba phương diện: là vị ngọt của cảm thọ, sự nguy hiểm của cảm thọ và sự xuất ly các cảm thọ. Và đây chúng ta sẽ được hiểu cái gì nó cũng có cái vị ngọt, nhưng mà nó cũng có vị đắng. Hễ thì còn là pháp hữu vi, thì nó có hai mặt như vậy. Và một người tu tập muốn giải thoát thì chúng ta phải xuất ly khỏi cái đó. Thì ý nghĩa bài học ngày hôm nay sẽ do Thượng Tọa Nhật Đẳng, có lẽ là hôm nay Thượng Tọa Tân không có vào rung, nên thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng điểm khuyết chúng tôi được biết như vậy. Và bây giờ thì xin mời cô Phụng Lan trước nhất là đọc bài, rồi sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng thuyết giảng. Xin mời cô Phụng Lan. Sa thú, sa thú. Chúng con tri ân Thượng Tọa Tự đã diễn nhập bài học ngày hôm nay. Và sau đây con xin được đọc chánh kinh. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ, kinh Majjhima Nikaya, bài 13, Đại Kinh Khổ Uẩn, phân đoạn 077 đến 078, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, giảng sư Tỳ Kheo Giác Đẳng, điều hợp thảo luận Tỳ Kheo Giác Đẳng. 077, những gì Đức Phật dạy về sắc dục, ngữ và nghĩa chữ rupa trong Phật học mang nhiều ý nghĩa. Rupa có nghĩa là tất cả những gì thuộc vật chất, nói chính xác là những gì do tứ đại tạo thành nhưng được dùng trong từ kép danh sắc. Rupa cũng có nghĩa là những gì được mắt thấy hay cảnh sắc. Những gì được mắt thấy hay cảnh sắc nghĩa là đối tượng của thị giác, như trong từ cảnh sắc. Cảnh sắc thuộc sắc pháp, nhưng sắc pháp không hẳn chỉ có cảnh sắc. Trong ngữ cảnh của bài kinh này thì khi nói về vị ngọt, nguy hại và sự xuất ly của sắc thì sắc này chỉ cho đối tượng của mắt, cảnh sắc, nhấn mạnh hơn nữa là sắc dục hay nữ sắc. Thực ra điều này nằm trong phạm trù thứ nhất là các dục, nhưng ở đây được Đức Thế Tôn giảng dạy y cứ lời tuyên bố của ngoại đạo mà chư tỳ kheo kể lại. Bản sớ giải cũng ghi là khổ do các dục là hệ lụy trong kiếp hiện tại, Sandithiko Dukkha Khantho. Còn cái khổ do sắc là cái khổ của kiếp lai sinh, Sampara Jiko Dukkha Khantho.
Vị ngọt của sắc dục là nét khả ái cuốn hút của nữ nhân ở thời chính mộng. Kinh văn: Này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt của sắc pháp? Này các tỷ kheo, như các thiếu nữ Sát Đế Lị, thiếu nữ Bà La Môn hay thiếu nữ gia chủ, tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỷ kheo, có phải trong thời ấy họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn: Phải. Này các tỷ kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Sự nguy hiểm của sắc dục. Kinh văn: Già nua phủ cái hình hài. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm của sắc pháp? Này các tỷ kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét, tái xám. Này các tỷ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Bệnh hoạn khiến thân tiều tụy, bất tịnh. Kinh văn: Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta có thể thấy bà chị bệnh hoạn, đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Khi thân thể mỹ miều biến thành xác chết. Kinh văn: Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa một ngày hay hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỷ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái ấy đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Khi hình hài đẹp đẽ trước khi trở thành thức ăn cho cầm thú hay côn trùng. Kinh văn: Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Khi hình hài xinh đẹp tan rã. Kinh văn: Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, vân vân, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, không còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Khi thân thể mỹ miều trở thành đống xương vô dụng. Kinh văn: Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng và màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, vân vân, chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các tỷ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Sự xuất ly của sắc dục. Sự xuất ly
của các sắc chính là khả năng điều phục tham, đoạn trừ dục tham với chánh trí hiểu biết. Kinh văn: Này các tỷ kheo, và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các tỷ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào không thực tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thực tuệ tri các sắc pháp của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các sắc pháp của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy có xảy ra. Không 78, những gì Đức Phật dạy về cảm thọ. Nên cẩn thận, cảm thọ Vedana là một thuật ngữ Phật học rất dễ bị hiểu là thái độ vui buồn hay bình thản đối với các cảnh hay những phản ứng tâm lý. Cảm thọ đơn thuần là cảm giác đối với cảnh như các hệ thống cảm biến sensor hoặc radar, chứ không đóng vai trò xử lý như cảm xúc. Thọ có mặt trong tất cả các tâm. Thọ là một trong bốn danh uẩn luôn đi chung: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ có thể là thứ cảm biến sơ khởi khi căn cảnh thức gặp nhau, trước khi có thái độ thương ghét, lãnh đạm. Đây là trường hợp xúc sở sanh thọ. Thọ có thể là quả của nghiệp quá khứ trong trường hợp cảm thọ của ngũ song thức. Quả thiện hay quả bất thiện được xác định ngay trong sự nhận biết của ngũ song thức đối với cảnh. Thọ chi phối thái độ sống của chúng sanh và từ đó tác động phiền não, nghiệp, quả trong như trong ý nghĩa thọ duyên ái. Tất cả người học Phật nghiêm túc đều cần hiểu một cách tinh xác về ý nghĩa của thọ Vedana trong kinh điển. Vị ngọt các cảm thọ. Cảm thọ trong bài kinh này được Đức Phật đề cập là thứ cảm thọ do tinh luyện, xuất nhập như ý, bền chặt vững chãi, không giống như cảm thọ bị động, vô chừng và đoản như trong cuộc sống hàng ngày. Đức Phật nói về cảm thọ trong tam muội định. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây các tỷ kheo, ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào thiền thứ nhất. Trong một trạng thái thủy lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các tỷ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo diệt tầm và tứ, trứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân. Tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, u đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các tỷ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Câu Phật ngôn: Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại, chỉ cho trạng thái mãn ý. Cảm thọ trong tam muội định khiến thiền giả không truy cầu và tạo nên hệ lụy cho tự thân hay tha nhân. Điều này có nghĩa là đối lập với cảm thọ của chúng sanh, không có thiền định. Sự nguy hiểm của cảm thọ. Dù là cảm thọ trong thiền, chứng, tất cả đều bị vô thường chi phối.
không bền vững, an ổn, đó là nỗi lo, nỗi buồn cho ngay cả chúng sanh đang cảm thọ lạc, dù thô hay tế. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các tỷ kheo, các cảm thọ vô thường, khổ, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. Sự xuất ly các cảm thọ, một lần nữa sự xuất ly chính là khả năng điều phục ái chấp, đoạn trừ dính mắc với chánh trí hiểu biết. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các tỷ kheo, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham như vậy gọi là xuất ly các cảm thọ. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào không như thực tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thực tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thực tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào như thực tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thực tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thực tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Con đã đọc xong kinh văn. Dạ, sau đây thì con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ, con xin được kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính đại lễ thượng tọa tổ sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày giảng của thượng tọa Pháp Thân, nhưng mà thượng tọa đang trên đường đi hoàn pháp, do đó thượng tọa có nhờ chúng tôi nhường khuyết. Và do vậy chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Thưa vị, nếu chúng ta nhìn vào bố cục của bài kinh này thì tương đối nó hơi khác thường một chút. Đó là đầu tiên nói về các dục, rồi sau đó nói về sắc, và cái sắc ở đây thì đặc biệt là sắc dục, và sau cùng mình nói về cảm thọ. Những cái ba cái lĩnh vực được đề cập đến tại đây, thật ra nó có cái sự trùng lập, là về sắc dục thì nằm ở trong dục lạc, về sắc đẹp. Yeah. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật Ngài giảng về ba lĩnh vực này, đơn thuần là nó bắt đầu từ cái lời thuật lại của chư tỳ kheo, khi những vị tu sĩ ngoại đạo nói với nhau, họ làm một so sánh là Đức Phật dạy như vậy thì họ cũng dạy như vậy. Và dĩ nhiên khi họ nói đó, thì Đức Phật Ngài dựa lên lời nói đó mà Ngài giảng rõ cho chư tỳ kheo. Phần đầu tiên về các dục lạc, về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đã được đề cập đến trong bài giảng ngày hôm qua. Và hôm nay thưa quý vị, chúng ta đặc biệt nói về sắc dục, và ở đây dùng cái chữ gọi là sắc pháp, là rupa. Chữ rupa có nhiều nghĩa ở trong Phật học, kể cả trong tiếng Phạn cũng giống như là ở trong chữ Hán. Rupa hay là sắc trong một ý nghĩa rộng nhất là chỉ cho tất cả những gì thuộc về vật chất. Ví dụ như là Namarupa, chúng ta gọi là danh sắc. Danh là cái gì có tên gọi mà không có hình tướng. Sắc là cái gì của vật chất. Nói cách khác, danh sắc đồng nghĩa với thân tâm. Và sắc ở trong ý nghĩa nào đó thì không phải chỉ để riêng cái thân, mà để chỉ chung tất cả những hiện tượng vật chất. Đó là ý nghĩa rộng nhất của chữ rupa.
Chirupa cũng có nghĩa là cảnh sắc. Và Chirupa ở đây thì đặc biệt xoáy vào một điểm, đó là sắc dục. Về điểm này thì có lẽ được đơn cử là trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái mãnh lực chi phối qua sắc tướng. Ví dụ như là chúng ta ưa chuộng quần áo thời trang, mặc kiểu này đẹp, mặc kia kiểu kia đẹp, cái đó cũng là một sự ái nhiễm về sắc. Hoặc giả là chúng ta đặc biệt thích thú với các loại hoa này, hình dáng này, màu sắc kia, cái đó cũng là sự thích thú về cảnh sắc. Hay hoặc giả là chúng ta thích sống ở trong một cái không gian rộng rãi, một ngôi nhà được thiết kế kiểu này kiểu khác, xài những đồ đạc chén bát muỗng nĩa loại này loại kia, thì thường nó cũng liên quan đến ngoại hình, nó liên quan đến cảnh sắc. Nhưng mà thưa quý vị, trong một đoạn kinh ở trong Tăng Chi Bộ thì Đức Phật Ngài có dạy về sắc thinh khí vị xúc của cái giới tính đối lập, tức là của người nam đối với người nữ đối với người nam. Thì về điểm này chúng ta phải nói rằng do cái giới tính và do cái thường thân ý duyên nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta có thể gọi đó là một sự tự nhiên, đó là chúng ta bị lôi cuốn hấp dẫn bởi cái ngoại hình, bởi cái sắc của người khác phái. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta nói sắc của người khác phái đó thì là một cách nói dễ hiểu bình thường, nhưng mà ngày hôm nay thì thưa quý vị, có rất nhiều người họ thương những người đồng giới hay là đồng tính, thì chúng ta cũng kể luôn, dạ, chúng ta kể luôn ở trong phần sắc dục, có nghĩa là cái sự quyến rũ, lôi cuốn hấp dẫn giữa người với người, có thể là nam đối với nữ, có thể nữ đối với nam, và cũng có thể nam đối với nam trong trường hợp đồng tính và nữ đối với nữ trong trường hợp đồng tính. Nhưng mà cái sự lôi cuốn hấp dẫn đó nó mang cái tính chất là có khi là vì một cái đường nét ưa chuộng nào đó, có khi nó mang nặng cái tính nhục dục, và nó là một cái chi phối lớn của kiếp người. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta nghe những câu chuyện xưa, có những vị vua có rất nhiều thứ, cung vàng điện ngọc, vườn ngự viện, bao nhiêu cái đẹp, nhưng mà rất là điên đảo, rất là say đắm một cái hình ảnh nào đó của một mỹ nữ, một người đẹp nào đó, và có thể làm ra những chuyện rất là điên rồ, thậm chí làm cả cái chuyện gọi là hư hỏng cả quốc gia đại sự. Thì trong cuộc sống này không phải nói đến chuyện xưa, điển tích, cố sự, mà chúng ta nói ngay trong cuộc sống hiện tại. Có nhiều trường hợp là một thanh niên, một thiếu nữ được cha mẹ cưng chiều nuôi dưỡng lớn lên, có không biết bao nhiêu là những cái dục lạc của đời sống. Nhưng mà khi gặp một ai đó mà mình cảm thấy rằng mình bị rung động, bị cuốn hút, và đôi khi mình thương người đó, mình có thể quên cả cái ân tình, quên cả cha, cả mẹ của mình, thậm chí có thể quên cả mạng sống của mình. Trong nhiều trường hợp ta nói có những người mà thương cha, thương mẹ thì không có hề hấn gì hết, nhưng mà thương một người nào đó vì tương tư, có thể là bị bệnh hoạn, có thể là chứ tôi cũng không biết là có ai mà chết vì tình yêu chưa, nhưng mà
có những câu chuyện mà chúng ta nghe rằng con người bị thương một ai đó mà đến nó tiêu thị hình hài. Những câu chuyện mà chúng ta nói về nhiều cái ít chuyện Thương Chi Mỹ Nương chẳng hạn, giống như Thương Chi Mỹ Nương. Thì bây giờ ở tại đây Đức Phật Ngài dạy về sắc dục này ở trong một cái tính cách mà chúng ta mới nghe thì có vẻ như là đi quá nhiều quá sâu, nhưng mà thực tế đó thì những gì Đức Phật dạy tại đây nó liên quan đến một điểm mà lát nữa chúng ta sẽ nói sau, trong cái phần nguy hiểm của sắc dục. Thứ nhất, Đức Phật này nói về cái vị ngọt của sắc dục. Thì vị ngọt ở tại đây, Đức Phật này nhấn mạnh cái vị ngọt là Ngài nói về một cái hình ảnh của một thiếu nữ lớn lên ở trong thời kỳ xuân sắc, ở cái tuổi mà chúng ta nói là vừa trẻ mà nhan sắc được hiển lộ một cách bản khai, có thể nói rằng là thì đẹp nhất về nhan sắc. Thì thứ gì đúng là nó có vị ngọt, đúng là có những người đặc biệt là người nữ ở trong cái tuổi nào đó thì ngoại hình có thể làm điên đảo lòng người, như là cái câu mà chúng ta thường sử dụng như một thành ngữ đó là nghiêng thành đổ nước. Hoặc giả là có những mỹ nhân mà nhan sắc đã đi vào trong lịch sử như một huyền thoại, thì quả thật ở đó nó có cái gọi là vị ngọt, chứ đó không thể phủ nhận được. Chúng tôi nhớ rằng có một câu nói ví von, nhưng mà cũng nó là một thực chất. Họ nói rằng nếu cái mũi của Cleopatra, một nữ hoàng của Ai Cập, mà dài hơn, tức là xấu hơn, thì có lẽ cái cục diện của thế giới đã thay đổi. Ở trong thời cổ đại thì có một sự giằng co của một nền văn minh Hy Lạp và văn minh Ai Cập. Và dĩ nhiên Shakespeare đã dựa trên cái chuyện của nàng Cleopatra và viết một cái thiên tình sử. Và trong thiên tình sử này nói về một cái vị tướng của Hy Lạp thương yêu Cleopatra, mà đã nghĩ đến là tìm về một phương trời viễn mộng nào đó để xây dựng một cái hạnh phúc tuyệt đối. Thì thưa quý vị, nó nổi tiếng là bởi vì đó là một câu chuyện của liên quan đến lịch sử, đó là một câu chuyện của một nhà viết kịch tài hoa là Shakespeare. Nhưng mà ở trên thực tế, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, có vô số những câu chuyện như vậy. Những câu chuyện những vị quân vương từ bỏ ngai vàng vì yêu thương một người nào đó, có những sắc đẹp mà làm cho vận nước đảo điên, như sắc đẹp của Dương Thái Chân mà tạo nên cái loạn An Ngọc Sơn. Chúng ta cũng nghe rất nhiều câu chuyện về gián điệp lừng danh ở trong lịch sử cận đại, đương đại. Tất cả thứ vị đều cho thấy cái mãnh lực hết sức là chi phối dễ sợ, và cái mãnh lực đó nó là một cái mà chúng ta gọi là vị ngọt. Dạ, vị ngọt, nó có vị ngọt thực sự. Nếu mà chúng ta phủ nhận điều đó thì chúng ta chưa hiểu cái thực tế của nó. Nó có cái vị ngọt ở trong cuộc sống này. Chúng tôi có nghe được một người phụ nữ,
họ thú thật rằng có đôi khi bắt gặp một vài cái hình ảnh nào đó của một người đàn ông rất là vạm vỡ, rất là thô ráp, âm tính, họ cảm thấy rung động, mặc dù họ nghĩ sự rung động đó nó thuần túy là một cái gì đó có tính chất là nghệ thuật hay là một cái nhìn hoàn toàn theo cái cảm tính, chứ không có nghĩ đến cái tải là bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ con. Nhưng mà quả thật là dĩ nhiên trong cuộc sống có những cái vị ngọt rất lớn khi mà con người bị cuốn hút theo ngoại hình của cái người khác phái hay là của người đồng tính. Nhưng mà nó có ở đó, nó có một cái mãnh liệt rất là dễ sợ. Và nếu chúng ta đọc kỹ trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật này đã từng dạy rằng này tỳ kheo, như ai không thấy một sắc nào rồi nó chi phối người nam như sắc của người nữ, và ngược lại cũng không có thể cái sắc nào chi phối người nữ nhiều như sắc của người nam. Nhưng mà rồi thưa quý vị, Đức Phật ngài không dừng ở chỗ đó mà ngài dạy về một cái khía cạnh khác, đó là sự nguy hiểm của sắc dục. Sự nguy hiểm ở đây thưa quý vị được mô tả trong nhiều cái trạng thái khác nhau, và những trạng thái này không phải là tình cờ mà chúng ta được tìm thấy ở trong nhiều bài kinh, nhất là kinh Tứ Niệm Xứ về quán thân, đi qua từng hình ảnh của cái mà chúng ta gọi là liên hệ đến sát thân này. Chỉ riêng thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến một cái người đẹp thì nó giống như chúng ta nhìn một cái bình hoa hay một đóa hoa vào cái thời điểm đẹp nhất. Ở đằng sau chùa Pháp Luân, ở sân sau có cái phật cảnh cho quý vị, và có một cái vườn sen. Năm nay bởi vì đại dịch corona, chúng tôi ở chùa thường hơn mỗi năm, nhiều hơn. Và do vậy chúng tôi thường đi bộ. Và chúng tôi phải nói rằng những cái tuần lễ đầu tiên vào mùa sen nở thì quả thật rất là đẹp. Đẹp theo cái ý nghĩa là từ một cái hồ của hoa súng nở nhiều, bây giờ những lá sen bắt đầu từ từ lớn ra. Và đến mức độ mà lá sen bao phủ hết tất cả những hoa súng, rồi bắt đầu những cái nụ hoa sen rất là nhỏ nhô lên vừa khỏi mặt nước, rồi trở thành những cái nụ sen lớn rồi nở ra, đẹp vô cùng. Đẹp từ cái hoa thứ nhất cho đến nhiều hoa nở. Và bây giờ khi mà chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, thì buổi chiều nếu trời không mưa thì chúng tôi cũng thường đi bộ ra phía sau, thì thưa quý vị, sen nở, nhưng mà bên cạnh những cái sen rất là đẹp đó thì có nhiều cái đó sen tàn. Giờ một đó hoa sen thường là nở 3 ngày, ngày thứ nhất nở ra rồi úp lại, thứ hai, thứ ba, cái ngày thứ ba bắt đầu nó tàn, cánh nó tả tơi. Rồi những cái gương sen còn trơ trọi lại sau khi những cánh hoa đã rụng. Và rồi những cái gương sen trở nên héo úa, khô tàn theo thời gian. Thì thưa quý vị, chúng tôi có ghi lại một câu ở trong cái phần chú thích đoạn này, nhưng mà có lẽ là quý vị nghe chúng tôi dùng cái chữ rất lạ là già nua phụ cái hình hài. Dạ, sao mà già nua phụ cái hình hài? Chứ phụ có nghe rất là lạ, nhưng mà thật ra thì câu đó chúng tôi lấy từ một cái câu thơ của nhà thơ Tâm Cao, một vị sư thi hóa kinh Pháp Cú. Già nua phụ cái hình hài, rừng đau thương có lâu dài được đâu. Dạ. Thì thưa quý vị, cái bản chất của sắc đẹp là nó bị tàn tạ theo thời gian. Cái tàn tạ đó là một cái gì đương nhiên, đâu có hoa nào nở hoài
mà không có tàn. Đâu có người đều trẻ mãi mà không già. Và xương xanh rồi cũng tàn phai, thời khoa mộng tựa sương mai đầu cành. Dĩ nhiên có những con người lớn tuổi vẫn có cái nét đẹp, và về già cũng có nét đẹp. Đôi khi chúng ta dùng một chữ rất là rất nó như một mỹ từ đó là đẹp lão. Dạ, đẹp lão. Nhưng mà đẹp lão, nó là đẹp lão chứ không là lão chứ không phải lão. Như chúng tôi nói rằng cái đôi khi cái hoa sen nó tàn rồi, để cái gương sen cũng đẹp. Nhưng mà rồi cái gương sen đó nó cũng là dấu hiệu của sự tàn phai của hoa sen. À, chúng ta yêu thích đó hoa khi nó còn hàm tiếu, ưa thích đó hoa khi mình nó còn là một đó sen khi là một thứ sen bút. Nhưng mà khi nở ra rồi, rồi bắt đầu khi mà nó nở ra ở mức độ mãn khai rồi thì bắt đầu nó đi xuống, nó lại tàn, cánh bắt đầu rụng và còn ở gương sen. Thì nếu chúng ta là một người thích ăn gương sen thì chúng ta cũng thích thú khi mà nó trở thành gương sen. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta phủ nhận là nó đã tàn rồi, nó đã không còn xuân sắc như lúc mới nở ra. Tại đầu tiên đó, cái già đó cần được thấy như là một sự nguy hiểm của sắc. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta không có nhận ra điều này thì thưa quý vị, chúng ta sẽ khổ và sẽ khổ rất nhiều. Chúng ta đọc rất nhiều câu chuyện, chuyện ngắn cũng có, chuyện tiểu thuyết cũng có. Người ta nói đến một cái ân tình rất là đẹp, rất là cao cả. Một người đàn ông và một người đàn bà kết làm vợ chồng thương nhau. Rồi vì một lý do, người chồng đi lính ở xa hay lưu lạc ở phương trời nào đó, 10 năm sau mới trở về. Và cái cuộc đoàn tụ nó là một sự sum vầy thật đẹp, đẹp như là tiểu thuyết có thể tả được. Nhưng mà rồi thưa quý vị, ở trên thực tế ngoài đời nó có nhiều câu chuyện mà chúng ta được biết hai người thương nhau vì lý do gì đó phải chia cách, một người ra nước ngoài rồi một người ở lại, rồi sau này tìm cách này cách khác lại đoàn tụ. Khi mà đoàn tụ thì bây giờ cái người mà mình thường thương nhớ, người mà mình thường mong mỏi thì bây giờ không còn ngày xưa. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện tới khuôn mặt và tuổi già đã kéo đến. Thì dĩ nhiên là mình già thì người yêu thương mình cũng già, nhưng mà phải nhận rằng thời gian nó không có nhân nhượng bất cứ ai hết. Dạ. Và cái sự quý vị của thời gian là cái gì rất là dễ sợ, và rất là dễ sợ. Thời gian có thể tàn phai. Thưa quý vị, như hiện nay ở tại Mỹ đang có những cái những cái mà chúng ta gọi là những cái hệ lụy rất là dễ sợ, từ bệnh dịch cho đến những cái khủng hoảng bạo loạn liên quan đến kỳ thị chủng tộc, rồi những cái xáo trộn do bầu cử sắp đến của nền chính trị Hoa Kỳ, vân vân. Quý vị nào mà sống ở Mỹ trong giờ phút này thì có cảm tưởng như thế giới này nó đang đảo lộn. Nhưng mà thưa quý vị, có một thứ mà nó sẽ thay đổi tất cả, mà nó không nằm ở ai, đó là thời gian. Thời gian, chúng ta đọc lịch sử, có những thời điểm của lịch sử mà cơ hồ giống như là mọi thứ tuyệt đẹp. Có những thời điểm của lịch sử thì mọi thứ nó đúng là những thời kỳ chúng ta gọi là đen tối nhất. Nhưng mà tất cả rồi sẽ đi qua. Dạ, tất cả rồi sẽ đi qua. Dù là đại dịch Tây Ban Nha đầu thế kỷ 20, hoặc là Thế chiến thứ hai, hoặc dạ là những tháng ngày khốc liệt của chiến tranh Việt Nam, tất cả mọi thứ đều đi qua. Khi chúng ta đối diện với cái xấu, đối diện với cái đẹp, thì chúng ta nghĩ rằng dường như nó là thiên thu, nó là mãi mãi. Nhưng không có gì thiên thu, có gì mãi mãi hết. Đức Phật kể giải đơn giản là
cái gì nó có sanh thì có diệt. Nói theo kinh điển chữ Hán là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Tất cả pháp do duyên mà sanh và cũng do duyên mà diệt. Thật ra câu nói đó không đơn giản đâu. Thí dụ như ngọn đèn nó cháy nhờ nhiên liệu, nhưng mà cũng do nhiên liệu cạn mà ngọn đèn tắt. Thì như vậy nhiên liệu là cái duyên, do cái duyên đó đó mà ngọn lửa được cháy, nhưng mà cũng do cái duyên hết rồi mà cái ngọn lửa tắt. Đơn giản như vậy. Thì quý vị, một mặt cái nào khác chúng ta cũng nhìn thấy được là hơn bao giờ trong lịch sử loài người, ngày hôm nay là cái đẹp của sắc dục, cái đẹp của ngoại hình, cái đẹp của cái chúng ta gọi là nhan sắc mỹ miều, thì ngày nay nó đạt đến mức độ rất là tinh tế. Người ta có thể giải phẫu thẩm mỹ, người ta có thể trang điểm, và cái nghệ thuật trang điểm ngày nay nó ở mức độ khéo nhất. Người ta có thể nhiều cách để làm cho một khuôn mặt khác đi, vì sửa lại mái tóc, vì mặc một thứ quần áo nào đó hợp thời trang, đội một cái nón nào đó hợp với khuôn mặt, để làm cho một người trở nên rất là đẹp đẽ. Nhưng mà cái đó không lâu, cái không lâu, không ai giữ mãi như vậy. Cái gì mà đẹp nhất, cái gì hấp dẫn nhất, cái gì mà quyến rũ nhất, nó chỉ là một khoảnh khắc, một thời nào đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà trở về với thực tại thì con người chúng ta nó phải khỏe hoài có lúc bệnh, phải đẹp hoài và cũng có những lúc xấu đi. Chúng ta không biết ai ở trong cuộc đời này có cái sắc đẹp mà rất là bền bỉ với thời gian, mà có thể nói rằng buổi sáng cũng đẹp, buổi chiều cũng đẹp, tối cũng đẹp, đi ngủ cũng đẹp, thức dậy cũng đẹp. Nhưng mà đa số chúng ta thì thưa quý vị, có khi buổi sáng đẹp, buổi chiều không đẹp, có khi buổi chiều đẹp, buổi sáng không đẹp, có khi đi ngủ đẹp mà sáng thức dậy không đẹp. Và lúc khỏe thì đẹp, mà lúc bệnh thì nó tiêu tụy, nó cho chúng ta một cảnh tượng rất là nản. Thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy rằng điều đó nó cũng là một cái dấu hiệu của sự nguy hiểm. Thật ra thì ở bên Mỹ đó, người ta hay nói về những cái package. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là những cái gói. Ví dụ mình mua cái gì, mua trọn gói. Trọn gói. Ở Việt Nam mình còn ngày xưa mà chúng ta đi vào vườn mua trái cây, người ta có dùng chữ là mua mão. Chúng tôi không biết là có bị nào nghe chữ này không, mua mão, tức là mình trả cái giá chung chung rồi mua hết trái ngon, trái dở, trái gì chúng ta cũng mua hết. Thì cuộc sống này thì chúng ta thường mua mão, tức là mua hết, thưa quý vị. Cái đẹp cũng có, cái xấu có, lúc này có, lúc khác cũng có. Dĩ nhiên là khi mà người ta mới yêu thương nhau thì họ nhìn thấy cái gì chỉ đẹp thôi. Nhưng mà khi đã sống chung, khi đã thật sự với nhau thì họ mua mão hết tất cả mọi thứ. Chúng ta phải nói có đủ mọi thứ. Vì vậy cái này nó đâm ra đôi khi nó có sự thất vọng. Cái này Đức Phật Ngài dạy rằng nó là một cái biểu hiện khác của cái gọi là nguy hiểm của sắc dục. Rồi chưa hết, thưa quý vị, chúng ta là một con người rất đẹp khi chúng ta đi đứng cười nói, rất đẹp khi chúng ta thể hiện cái duyên dáng của mình, rất đẹp khi mà chúng ta biết trao chuốt chính mình. Nhưng mà khi chúng ta chết đi nằm xuống thì cái nhiều lắm mà người ta sẽ làm được, chúng tôi ở Việt chắc có, nhưng bên Mỹ là thưa quý vị, là khi mà chúng ta nằm xuống trở thành một thi thể rồi đó, thì cái đẹp nó tùy vào nhà quan họ thể tô điểm cái nhan sắc. Nhưng mà thú thật mà nói đó thì tô điểm cái đấy xác chết thôi.
Và đó là một ấn đường rất là mạnh mẽ. Dạ, ấn đường rất là mạnh mẽ. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, có những câu chuyện về, mà về kỹ nữ, vừa là một danh kỹ chứ không phải là một kỹ nữ bình thường. Danh kỹ này rất là đẹp, đẹp nổi tiếng đến nỗi mà thưa quý vị, có những vương tôn công tử là bỏ tiền muôn bạc vạn để có thể sống với danh kỹ đó một đêm thôi. Những danh kỹ này như là Ambapali chẳng hạn, thì giống như những geisha của Nhật Bản, tức là không phải chỉ đẹp nhưng mà rất là tài hoa, biết đàn biết hát và có thể làm say đắm lòng người. Nhưng mà thứ thì khi mà một kỹ nữ nằm xuống mà Đức Phật ngài nói riêng với nhà vua đó, khoan phiêu để đó và cho mọi người trong đó các chư tỳ kheo đến để tu tập, để quán tưởng. Thì thưa quý vị, khi chư tỳ kheo đến đó, đó thì cũng theo lời dạy của Đức Phật, nhà vua đã đưa ra những cái giá trị. Thí dụ như ngày xưa ai mà muốn ở gần của danh kỹ nó phải trả 1.000 đồng, bây giờ từ 1.000 xuống còn 500-700, xuống 1-200, thậm chí 1 đồng cũng ai muốn ở gần cái xác chết. Đó là sự phú phàng của cuộc sống, trên cuộc sống phú phàng như vậy. Nhưng mà nó lại là một cái gì rất tốt cho thiền định, tốt lắm. Chúng tôi có rất là nhiều lần được một cái duyên là đi dự đám tang của một người, ví dụ như Trung tướng Vịnh Lộc, một người từng là tư lệnh của một quân khu, hay là một người mình nổi tiếng lúc sinh thời là một người rất đẹp. Nhưng mà thứ vì khi mà nằm xuống, từ một con người oanh liệt, từ một mỹ nhân nổi tiếng mà bây giờ trở thành một xác chết, nó có cái ấn tượng mạnh. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu chúng ta có thể dùng điều đó trở thành một cái đề mục để niệm nên thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà không phải như vậy, mà nó còn có nhiều ấn tượng khác mà có thể gọi là một sự nguy hiểm của sắc dục, đồng thời cũng là một cái điều mục tốt để tu tập thiền định. Thí dụ như là một cái xác thân, một người rất đẹp, rất mỹ miều, rồi bây giờ xác thân trở thành thối rã cho cầm thú hay côn trùng. Chúng tôi hồi nhỏ có một cái ấn tượng này, mà có lẽ rất ít quý Phật tử ở trong lớp học mà có trải qua. Đó là khi chúng tôi ở chùa Thiền Quang ở Long Thành đó, thì cái vùng đất nó có rất nhiều gò mối, có rất nhiều gò mối, và đặc điểm là cái nơi có nhiều gò mối đó thì có nhiều nấm mối. Mà những ai mà biết ăn nấm mối rồi đó thì biết rằng nấm mối rất là ngon. Và khi mà nấm mối mà nó nở rộ thì giống như mâm xôi vậy đó, hay là nó giống như là nó một cái khoảnh đất lớn mà có nhiều nấm nó nở rộ đó. Và nếu mà quý vị đã biết ăn nấm mối rồi đó, mình nhìn thấy tìm được một cái mà chúng ta gọi là một dề nấm mối như vậy thì mình thấy mình thích rồi, thấy rất là thích. Không biết ta bắt được vàng ta có thích chuyện, nhưng mà thấy nó mối thích lắm. Tuy nhiên nó có sự việc là có nhiều lúc nó mối nó nở ở trong đất chùa, nó sanh ra nở đất chùa đó mà mình không hay thì nó tàn đi,
Địa Tạng đi. Và khi Địa Tạng thì mình đoán được định. Nhưng mà khi mà mình bắt gặp một số lớn cái nấm mối mà nó tàn đi mà mình không hay, không hái được, thì trong lòng mình có một sự tưởng đi. Cái mà chúng ta gọi là khoai của. Dạ, cảm thấy tiếc lắm. Nhưng mà cảm thấy nó cái cảm giác nó lạ lắm chứ gì. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì nó mới nở lên mà ăn được thì nó hấp dẫn bao nhiêu. Thì cái nấm mối mà nó tàn đã ở dưới đất, mình cảm thấy mình thất vọng. Nó lạ lắm. Thì cuộc sống này nó có những cái hình ảnh tương phản. Và hình ảnh tương phản đó nó đặt chúng ta vào một cái vị thế là mình nhìn thấy mặt trái của vấn đề, nhìn thấy mặt thật của vấn đề. Chúng ta là như vậy đó. Dạ. Chúng ta là như vậy. Nam cũng như nữ, trẻ hay là già, giàu hay nghèo, hay sang hay hèn, cái gọi là đẹp của ngoại hình, cái gọi là sự hấp dẫn quyến rũ của thân xác, nó chỉ đơn giản ở một thời điểm, một khía cạnh nào đó. Nhưng một khi nó trở thành một xác chết, và xác chết đó bị cầm thú, côn trùng ăn, thì nó còn tệ hơn là câu nói là dậu nổ bìm leo. Dạ. Khi mà chúng ta khánh tận tài sản hay là mình xa cơ thất thế, thì có những người họ làm phách, họ ngang ngược, họ sỉ bả mình, cái chuyện đó chuyện bình thường. Còn cái thân thể của mình khi mà mình nằm xuống mà bị con này con kia đã ăn đục khoét, thì mình thấy rằng chúng ta hoàn toàn bất lực. Đúng là vô ngã, đúng là hình ảnh của một cái thái cực một thời nào đó đã từng quanh liệt vang bóng một thời, từng thế này thế kia, bây giờ nằm đó mà côn trùng đục khoét. Mà nếu mà quý vị mà sang bên Ấn Độ á, quý vị mới thấy có nhiều trường hợp mà những cái xác chết mà cơn và quả nó ăn, thì mình thấy thật ra con người nó không là cái gì cả, nó không là gì cả. Chúng ta thường tôn sùng bản thân, thường thậm sưng tự hào, thường cảm thấy mình mình là quyền lực đúc trời. Nhưng mà khi mà mình chết nằm xuống mà kinh và quả mà nó đục, kinh mà con này con kia nó ăn, thì thằng kia nó thảm. Bởi vì người ta cố gắng, người ta tổ chức cái tang lễ cho nó rình rang để làm gì, để họ che giấu điều đó đi. Một người chết đi rồi được tắm rửa sạch sẽ, được trang điểm, đặt trong một cái cổ quan tài rất là đắt tiền, rồi đưa vào trong lòng đất, mình cảm thấy rất đẹp, mà để cho nó mục theo thời gian. Nhưng mà thứ thì cái cảnh tượng đó nó không có cái ấn tượng sâu đậm như là ở những nơi mà có điểu tán, tức là họ để cái xác trong bãi tha ma rồi cho cơn và quả xuống ăn đục khoét, cung đụng đục khoét. Nó là cái gì mà hoàn toàn bất lực của cuộc sống. Bởi thế như vậy mà nó còn có một cái biểu tướng khác, mà biểu tướng này nó cũng là một cái điều mục của thiền định, bởi vì nó nói lên sự nguy hiểm của sắc pháp, đó là cái sự mục rã. Dạ, sự mục rã nó không còn là một cái tổng thể kết hợp liên lạc với nhau, mà nó rời rạc. Cái đây khoảng 3 năm chúng tôi có dịp đi về New York, thì chúng tôi có đến thăm một nơi, thưa quý vị, nơi đó người ta bán những cái vật kỷ niệm của một hãng hàng không, đó là hãng Pan Am. Nếu mà vị nào mà đọc những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam hay trước kia đó, thì chúng ta biết rằng hãng máy bay Pan Am là một thời gọi là lừng lẫy của thế giới. Yeah.
họ có những chiếc Boeing 747 bay từ châu lục này sang châu lục kia, và nó cũng gắn liền với một số những cái giai đoạn lịch sử của Hoa Kỳ nước khác. Có thể đó là không, chúng ta không bao giờ nghĩ được là một hãng máy bay lớn như vậy rồi phá sản. Nhưng mà những hãng máy bay phá sản đó thì người ta không khó, người ta không để ý nhiều như Pan Am. Khi phá sản đó thì nó như là một một cái icon, một cái biểu tượng một thời của một cái công ty lừng lẫy của đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ phá sản thì người ta còn giữ lại một số những cái như là giấy napkin hay là ly phục vụ ở trên máy bay, hoặc thậm chí là flight attendant uniform, tức là những cái bộ quần áo của những flight attendant, những người tiếp viên hàng không, và nhiều thứ khác. Và những cái mô hình máy bay của Pan Am. Thưa quý vị, chúng tôi sang bên Mỹ không phải là chỉ có một công ty như vậy, mà còn có rất nhiều công ty. Thí dụ như là hãng điện thoại Bell có một thời là một công ty điện thoại mà nó bao trùm cả nước Mỹ. Và sau khi mà cái luật chính phủ bắt buộc về antitrust thì nó phải chia ra thành nhiều hãng. Nhiều hãng Bell, Southwestern Bell, hãng này hãng kia. Rồi có những công ty khác, mà một công ty rất nổi tiếng mà chúng tại nơi chúng ta đang ở, ở Houston, ở Compaq. Compaq là một hãng computer. Mà có một thời hãng Compaq này đó, có thể nói rằng làm sóng gió về trong chế biến computer, mà sau này Hewlett Packard mua lại. Thì chúng ta muốn nói như vậy là khi một cái sự hiện hữu mà nó có cái chiều kích vĩ đại, gây cái ấn tượng sâu đậm, như là một người rất đẹp, như là cái bản thân mà chúng ta quý giá, chúng ta thử nhìn lại tay chân của mình. Hàng ngày chúng ta chăm sóc tay chân, chúng ta nhìn thấy đẹp như vậy, tốt vậy, một ngày nào đó nó mục rã ra từng cái khúc xương, rã ra tại vì gân thịt không còn giữ những khúc xương lại với nhau, thì nó là một ấn tượng lớn. Dạ, nó là một ấn tượng lớn. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy là một đế quốc lớn nhất của trong lịch sử nhân loại, đế quốc Mông Cổ. Chưa có một đế quốc nào mà đã có một cái diện tích rộng lớn từ châu Á sang châu Âu như đế quốc Mông Cổ. Một thời nào đó rồi cũng tan rã. Rồi chúng ta nói đến đế quốc La Mã, một thời làm sóng gió tại Âu Châu thì cũng tan rã. Và trong cái đời sống hiện đại của chúng ta, Liên bang Xô Viết có thể nói là một quốc gia không phải chỉ chiếm một địa dư mênh mông, mà đã làm cho nhân loại cả 6-70 năm là bị chi phối toàn bộ với cái sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản, và với những cái và chúng ta gọi là những cái ảnh hưởng lớn nhỏ của chiến tranh lạnh, rồi nó cũng tan rã. Và ngày hôm nay chúng ta sống ở tại Mỹ, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng nước Mỹ như vậy thiên thu đâu. Nước Mỹ nó cũng giống như tất cả những hiện tượng khác trên thế gian này, có thịnh có thời suy. Có cái thời nào đó mà nước Mỹ có thể nói rằng về quân sự, về kinh tế, về chính trị ảnh hưởng toàn thế giới. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta đã thấy bắt đầu là có những cái sự kiện như là nợ như chúa trộm. Và chúng ta sống ở tại Mỹ mà có thể nói rằng chưa có nước nào mà cái nợ công mà lớn như nước Mỹ. Dạ, đúng là sóng to gió lớn. Và tất cả những điều đó đó, nó cho chúng ta thấy rằng lời Đức Thế Tôn dạy muôn thở là vậy. Sabbe sankhara anicca.
tất cả pháp hành đều là vô thường, hay tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Mà bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài không có dạy rằng chúng ta nhìn vào sự vô thường biến hoại đó của sắc, và bằng cái tâm bi quan và tâm chán nản, mà Ngài dạy chúng ta nhìn bằng một thái độ rất là tỉnh táo, một thái độ rất là hiểu biết, một thái độ rất là sáng suốt, một thái độ rất là chân xác. Và điều này Đức Phật gọi là sự xuất ly. Sự xuất ly không có nghĩa là mình nhắm mắt lại, mình chạy một mạch đi thật xa, không có lại là mình rời khỏi sự nguy hiểm đó. Sự xuất ly ở đây không nghĩa là mình sẽ được UFO nó rước đưa lên một tinh cầu nào đó mình sẽ thoát khỏi, không. Sự xuất ly mà Đức Phật Ngài dạy nó khởi đầu bằng hiểu biết. Sự hiểu biết có quan trọng lắm. Cái hiểu biết ở bước đầu nó sẽ dẫn đến một cái sự hiểu biết toàn diện sau cùng, và gọi là tuệ giác. Có một ngày nào đó ở trong cuộc sống chúng ta sẽ không để nước mắt phải nhỏ xuống, chúng ta không phải để sự sầu khổ đi chế ngự mình, chúng ta không để sự buồn nản khi mà chúng ta đối diện với những cái gọi là vô vệ tan thiên, thương hải khóa tan điền, bãi biển đương dâu, nó không làm chúng ta khóc nữa. Mà trái lại, cái hiện tượng đổi thay đó nó làm cho chúng ta tỉnh táo, nhận chân và chấp nhận nó như vậy. Thứ gì, thế giới ngày hôm nay mở cho chúng ta một cánh cửa, mà qua sự hiểu biết của khoa học đó, thì chúng ta đừng nói gì đến một cái quốc gia, những đế quốc ở trong lịch sử của loài người, đế quốc Mông Cổ, đế quốc Khmer, đế quốc La Mã, mà chúng ta nói đến cả cái địa cầu của chúng ta đang sống này. Một cái hành tinh đơn độc này, hành tinh chúng ta nó rất đẹp, với núi cao biển rộng, với bao nhiêu cái hoa cỏ này. Ngày hôm nay với sự hiểu biết về thiên nhiên đó, sự hiểu biết về thiên văn, sự hiểu biết về địa chất, chúng ta biết chắc chắn rằng cái hành tinh này nó có tuổi. Một điều mà không có một tôn giáo nào khác ngoài Đạo Phật dạy cho chúng ta biết điều đó. Từ thời rất xa xưa Đức Phật đã dạy rằng cái trái đất này nó có thành trụ hoại không, nó có cái lúc kết thúc. Mà chẳng những vậy, không phải chỉ là một cái tinh cầu hay một hành tinh, mà cả cái thái dương hệ, mặt trời và những hành tinh phía chung quanh mặt trời, thái dương hệ này nó cũng vô thường quỷ hoại. Mà không phải chỉ thái dương hệ này, mà cả một cái galaxy, cả một cái thiên hà, một cái mà chúng ta gọi là Milky Way là ngân hà này đó, thì nó cũng chuyển động không ngừng, biến hoại không ngừng. Và bây giờ người ta còn cho chúng ta biết rằng cái ngân hà chúng ta đang trên đường để đụng vào một cái thiên hà khác, và trong sự đụng như vậy á, nó sẽ có những biến động. Nhưng mà chúng ta nói cái chữ nó lâu lắm, nó nhiều lắm. Như một cái thiên hà không có tồn tại được, một cái thái dương hệ không tồn tại được, tiểu cầu không tồn tại được, thì cái gì mà chúng ta có trên trái đất này tất cả đều là vô nghĩa. Bây giờ thứ gì, cái nhìn đó nó phải là sự hiểu biết, phải là sự tỉnh táo, phải là một cái sự an nhiên, thì nó mới thật sự là con đường thoát ly. Chúng ta nói đến phần thứ hai là về các cảm thọ. Như chúng tôi nói rằng Phật Pháp dạy chúng ta có bốn cái thành tố của nội tâm, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì chúng ta cố gắng nhớ một điều là cảm thọ không phải là cảm xúc,
Thí dụ mình gặp chuyện gì đó, mình buồn, mình vui, ai khen mình đó, thì mình vui, ai chê mình buồn. Cái vui buồn đó không phải là cảm thọ, cái vui buồn đó là phản ứng. Và cái phản ứng nó thuộc hành quấn. Và cái cảm thọ này, chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là ở trong các cơ quan tình báo hay các cơ quan thông tấn, họ có một cái bộ phận gọi là thu thập tin tức. Cái gì thu thập tin tức? Nó chỉ đơn thuần là nhận những cái thông tin, những cái hiện tượng bên ngoài. Nhưng mà ở trong giai đoạn này thì tất cả những tin tức gọi là raw material. Raw material tức là những cái tin tức lúc sơ bộ thôi. Họ đem về rồi họ phải kiểm tin, rồi họ mới soạn tin, rồi soạn tin họ mới loan tin hay là phổ biến tin tức. Cái chuyện mà phổ biến tin tức mà trong đó nó có sự lựa tin là tin nào mà cần được phổ biến, là tin nào không được phổ biến. Không phải trong nước Mỹ mà có hàng bao nhiêu tin tức phổ biến mà cái nào cũng đưa lên các hãng thông tấn hết. Và do đó họ có những cái người editor chuyên về ngành nào đó, về khoa học, về xã hội, về chính trị, họ lựa chọn những tin nào đáng chú ý. Thì từ cái giai đoạn mà, từ cái công đoạn mà thu thập tin tức, rồi kiểm tin tức tin tức xác thực hay không, rồi chọn tin, rồi phổ biến tin đó, nó qua nhiều giai đoạn. Dạ. Thì cái gọi là cảm thọ này, cái thọ Vedana trong đạo Phật đó, nó chỉ nằm ở trong giai đoạn sơ bộ, nó giống như thu thập tin tức, chứ chưa có qua cái giai đoạn mà phối kiểm, chưa có giai đoạn chọn lọc, chưa có giai đoạn phổ biến. Chúng ta nhớ cái lầm lẫn của nhiều người đã nghĩ rằng thọ là một cái thọ quẩn hay cảm thọ là phản ứng cảm xúc vui buồn. Ở đây không có, và không có như vậy. Nó hay là một ví dụ là chúng ta xài cái điện thoại đó, cái điện thoại mà chúng ta ngày nay gọi là touch screen là chúng ta dịch là màn hình cảm ứng, thì cái thọ quẩn nó cũng tương tự như là cái cảm ứng của màn hình, nhưng mà nó không phải là cái chip để xử lý. Và cái chip để xử lý tức là cái bộ phận để mà xử lý ở bên trong đó, nó là khác. Có khi những cái điện thoại, cái màn hình cảm ứng giống nhau, cũng là OLED hết, nhưng mà cái chip xử lý có cái nhanh, có cái chậm. Thật ra cái hành quẩn nó giống như cái chip xử lý, và cái thọ quẩn nó giống như màn hình cảm ứng. Hay hoặc giả là ngày nay chúng ta có cái hiện tượng là radar. Cái radar nó chỉ là nó nhận dạng, nhận dạng là có một vật thể bay đến, vật thể lớn hay nhỏ. Nhưng mà khi mà có những cái tin tức đó, xử lý phải làm gì đó, nó là một bộ phận khác. Và radar chỉ là nhận diện. Thật ra ở trong cái chữ Hán có gì là thọ hay là thụ, cảm thọ hay là cảm thụ. Cảm thọ ở đây giống như cảm ứng, tức là nhận biết. Về cái này đó thì từ khi mà chúng ta học Abhidhamma thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Nhưng mà cái cảm thọ này đó, nó lại là một cái chìa khóa để chúng ta nói về cái tốt, cái xấu, quả thiện hay quả bất thiện. Nói cách khác là cái vui, cái khổ chúng ta đến nhiều. Nếu vị nào mà có một cái ưa thích về tán pháp Abhidhamma vào cái bài học ngày mai này, mà chúng tôi động đắc, chúng tôi trở lại tiếp tục nói về năm giác quan, năm gọi là ngũ quan á, thì chúng tôi sẽ nói về điểm này. Thì mặc dù nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thì thân thức á, nó chỉ có thọ xả thôi, nhưng mà ở đó đó nó là một cái thể hiện của cái quả tốt, quả xấu do cái nghiệp ở trong quá khứ để lại. Đây là một điều rất là thú vị và rất lợi lạc khi mà chúng ta học trong Phật pháp. Thưa quý vị, nhiều tôn giáo,
nhiều đạo giáo, nhiều các vị sau Bà La Môn đề cập đến một cái loại cảm thọ rất là tinh luyện, một cảm thọ mà nó đạt đến cái chỗ mà nó không bị dao động nữa. Thì về điểm này không có ai hiểu nhiều hơn Đức Phật. Đức Phật ngài dạy về cái cảm thọ nó đi vào cái chỗ tinh tế ở mức độ nào. Thí dụ là bây giờ ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái trình độ hưởng thụ, có những cái rất là thô, ví dụ như nhậu nhẹt, ăn tục nói, hay là tụng năm tụng ba, có những cái cảm thọ nhẹ nhàng hơn, ví dụ mình gặp vương chơi bonsai, hoặc giả là nghe nhạc, rồi có những cảm thọ tinh tế hơn, rồi ví dụ như là mình đọc sách, suy nghiệm về thi ca, về triết học, và có những cảm thọ nó còn tinh tế hơn nữa, là một cái đời sống rất là an tịnh khi mà định và niệm được phát triển. Thiền chứng như là sơ thiền thì cảm thọ thì có hai cái là hỷ và lạc, tức là trạng thái hân hoan và trạng thái hưởng hạnh. Rồi có cảm giác như bác y tế hơn, là không còn cảm thấy hân hoan nữa, chỉ có lạc, và trạng thấy y tế hơn là xả và định. Những điều đó chúng ta đã có bàn về các cái thiền chi ở trong nhiều bài học khác. Có thể nói rằng trên phương diện mà cảm thọ đó, thì cái cảm thọ của thiền chính, hay là chúng ta nói cảm thọ của tam muội, là những cảm thọ cực kỳ vi tế, cực kỳ vi tế, mà một cái người bình thường như chúng ta rất là khó hiểu. Chúng tôi lấy một ví dụ như là khi chúng ta còn nhỏ đó, cái niềm vui chúng ta là được đồ chơi, niềm vui chúng ta được ăn ngon, được tung tăng theo mẹ đi tới những nơi vui vẻ. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái niềm hạnh phúc của bà mẹ khi nhìn thấy một đứa con mà nó nằm ngủ thật là ngon, nó ăn một cách rất là thoải mái, một món rất thích, hay hoặc giả là nó vui đùa. Đôi khi bà mẹ nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy con tung tăng chơi ở phía sân sau, nó lớn lên, được khỏe mạnh, được đẹp đẽ, tốt như vậy, bà mẹ có cái niềm vui. Niềm vui không nói ra bằng lời, nhưng niềm vui rất là thầm lặng, rất là riêng tư trong lòng. Thì đứa con đó không hiểu cái hạnh phúc của bà mẹ. Cái hạnh phúc của mẹ, đứa con nó khác nhau. Thì cái gọi là cái cảm thọ, mà cảm thọ hỷ và lạc của một vị ở trong thiền chứng, nó rất khác với cái cảm thọ của một cái người phàm phu bình thường. Cũng giống như chúng ta đi cắm trại, đi picnic một bữa mà được ăn chơi, được vui thú giữa cảnh thiên nhiên, cảm thấy vui, nhưng cái vui đó rất là thô so với một cái vị mà ngồi yên tĩnh, có thể đọc, có thể nhập thiền ở bất cứ lúc nào vì nó muốn xuất nhập tự tại và an trú trong một trạng thái thiền rất là bền, rất là vững chãi, rất là tinh tế. Và thưa quý vị, cái niềm mà cái niềm an lạc, cái niềm hạnh phúc đó không phải dễ để cảm nhận, để hiểu. Nhưng mà thật ra thì một bậc đại giác như Đức Phật thì người hiểu rất rõ. Nhưng mà Đức Phật đã dạy gì về những cái cảm thọ này? Thì người dạy rằng nó cũng giống như là sắc dục, hay là ngũ dục, hay là năm mươi dục lạc, thì nó có vị ngọt, và nó cũng có cái sự nguy hiểm. Cái vị ngọt là nó đạt đến một cái chỗ hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nó không có cái sự gọi là hại người, hại mình, hại cả hai. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là con người chúng ta đó, ở trong cái sự hạnh phúc đó, thì chúng ta hay tìm cách chiếm hữu hạnh phúc đó. Chúng ta tìm sự cạnh tranh. Ví dụ như là mình chạy một chiếc xe gọi là đẹp và về hạnh phúc, tại vì
nó len lén ở trong lòng chúng ta đó, là mình thấy mình hơn người khác. À, nếu chiếc xe mà nó không hơn người khác thì nó không đẹp. Dạ, nó phải đặc biệt hơn. Hay là mình có được một cái gì rất là quý trong cuộc sống, tại vì mình thấy có cái gì tầm thường ở người khác. Nó có một cái sự so đo, nó có một cái mà chúng ta gọi là liên quan đến đây là tự ngã của ta. À, đây là tự ngã của ta, tức là mình thấy rằng mình so với người khác là mình ngon lành hơn, mình đẹp hơn, mình đặc biệt hơn. Và luôn luôn là cái cảm thọ trong đời sống đa phần chúng ta, nó hầu hết là nó liên quan đến nhân ngã bỉ thử. Nhân ngã bỉ thử là sự so sánh mình và người khác. Khi một người an trú vào trong thiền đó, thì người đó không có được cái niềm, không có cái niềm vui kiểu đó. Dạ, không vui. Vui là vui thôi. Dạ, không có nghĩ rằng mình phải nghĩ mình và người khác thế nào. Cái này là trạng thái rất là khó. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta là người không có sống trong thế giới của thiền định đó, thì đa phần cái gì mà chúng ta gọi là hay, cái gì chúng ta gọi là tốt, cái gì chúng ta gọi là đẹp, cái gì chúng ta nghĩ là ngon lành, thì nó nằm ở trong sự so đo. Dạ, nằm sự so đo. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà một người mà mới sang bên Mỹ mua được xe hơi đó, thì họ không có nghĩ rằng dùng chiếc xe cũ là họ hơn ở những người bên Mỹ đâu. Nhưng họ nghĩ, ồ, hồi xưa mình ở nhà mình làm gì lên được lái xe hơi, bây giờ được lái xe hơi. Hồi xưa ở Việt Nam mà ông cả ông Hưng có được chiếc xe hơi là ngon lành, bây giờ mình cũng có xe hơi. Ví dụ mình so sánh với Việt Nam. Nhưng mà sống lâu ở Mỹ này thì người ta nghĩ đến rằng mình phải mua chiếc xe tốt, chiếc xe hiệu này, xe hiệu kia thì mình mới hạnh phúc. Thì nó cũng là một sự so đo. Thật ra cái vị ngọt của cảm thọ mà Đức Phật dạy tại đây, cảm thọ tinh tế, tinh luyện, một cảm thọ rất là thâm, một trong số là cảm thọ đó, làm thứ cảm thọ không bị dao động, không bị so đo. Cái niềm vui đó là một cái suối nguồn nội tại, một cái trạng thái tâm có tứ ly dục sanh, một cái trạng thái tâm không tầm không tứ, chỉ có hỷ và lạc, một cái trạng thái tâm mà hiện đại lạc trú, vân vân. Thì cái hỷ cái lạc ở trong thiền định đó, hay kể cả cái xã tự đó hạnh phúc. Rồi ở trong đó có câu là vì ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không đến cả hai. Trong lúc đó vì có một cảm thọ vô hại. Và cái cảm thọ vô hại này là mang một ý nghĩa rất là lớn, tức là một cái niềm hạnh phúc. Và hạnh phúc không có so đo, hạnh phúc không có cân đo đong đếm giữa mình và người. Nói thật ngôn ngữ bình thường là hạnh phúc nó không liên quan đến nhân ngã bỉ thử. Nhưng mà thế nào sự nguy hiểm các thọ? Thì Đức Phật nghe nói rằng ngay cả cảm thọ đó là cũng vô thường biến hoại. Đấy sự nguy hiểm các thọ. Khi mà nếu chúng ta đi vào trong trường thiền đó, thì một số các vị thiền sinh thường trải qua một vài cái cảm thọ. Và đối với những vị thiền sinh này là những cảm thọ rất là đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mà muốn gặp ngay các vị thiền sinh để trình bày. Thí dụ như là khi mới vào tự nhiên mình cảm thấy bực bội, cảm thấy đau nhức, cảm thấy khó khăn như ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền một lúc rồi đó, thì mình cảm thấy rất là dễ dàng. Mà khi mình nghe tiếng chuông mình cảm thấy muốn ngồi thêm nữa. Khi mà chúng ta hành thiền một lúc rồi, khi mà sau một giờ hành thiền mình nghe tiếng chuông gõ cái bon thì nó có một chút hơi tiếc nuối. Tại sao mà không tiếp tục? Tại vì lúc đó vị cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không có ra sức, không có ráng sức nữa. Có những người ngồi thiền một lúc thì thứ gì cảm thấy giống như là phần nửa người mình không có. Cái phần từ ngực xuống với hạ bộ với chân không có. Với người ngồi thiền mình cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng. Thì đây là những điểm mà các vị thiền sinh thường đưa ra, đem lên trình bày các vị thiền sinh.
Nhưng mà các vị thiền sư đó, tất cả chúng tôi chưa thấy vị thiền sư nào nói khác hơn về điểm này. Các vị thiền sư thường nói rằng chỉ ghi nhận và tiếp tục trở lại điểm, hay nói một cách khác, ghi nhận ở đây là hồi nãy chưa có, bây giờ có là sanh, bây giờ có biến mất là diệt. Những cái cảm thọ đó nó có đến có đi, chỉ ghi nhận sự sanh diệt, đừng để ý, đừng theo nó, đừng theo những cảm thọ đó. Tại vì sao vậy? Hơn ai hết, tất cả những vị thiền sư đều biết rằng những cảm thọ đó vô thường, và Đức Phật ngài cũng, ngài hơn ai hết ngài biết rõ điều đó. Dù đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dù đó là không vô biên và thức vô biên, vô sở hữu, phi thực, phi tưởng, tất cả điều đó đều là vô thường. Nó vô thường trong sự tu tập, ở trong sự thể nhập, thậm chí mình sanh về những cõi đó tuổi thọ rất lâu thì nữa nó cũng vô thường. Thì thưa quý vị, Đức Phật dạy đó là sự nguy hiểm của các thọ. Và một lần nữa, thế nào là sự xuất ly? Thì một lần nữa, sự xuất ly đối cảm thọ giống như đối sắc dục, nó là một sự hiểu biết. Và ở đây Đức Phật cần có lưu ý rằng chỉ có những vị nào mà đã từng nắm được, buông được, đến được, đi được, nhập được, xuất được, thì vị đó mới có khả năng để dạy người khác như vậy. Nói một cách khác, khi mà Đức Phật ngài dạy rằng cái đó là vô thường, thì thưa vị, ngài phải có khả năng buông bỏ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, một cái bậc làm cha mẹ mà không có kinh nghiệm từng trải, không có hiểu đời, không thể chỉ cho con biết là con đi chơi như vậy, bạn bè như vậy, con dùng những loại thuốc như vậy là nguy hiểm. Tôi có biết gì đâu. Ở tại Mỹ, thưa quý vị, có nhiều trường hợp rất là tội nghiệp là có những loại cỏ mà nó gần như là cần sa ma túy, hay là có những loại thuốc kích thích mà khi là uống vào họ phê, họ có cả một cái cảm giác nào đó đặc biệt, cảm giác lạ. Thì con cái nó đi học ở trường, tiếp xúc với bạn bè, nó biết những thứ đó, mà cha mẹ thì chỉ đi làm, có tiền cho con đi học, hoàn toàn mù tịch, không biết được. Thì con có nói ra cha mẹ cũng không có hiểu, cũng không can được. Nhưng phải nói rằng một bậc cha mẹ mà có hiểu biết á, thì mới thể chỉ cho con được, mới tránh được. Thì tương tự như vậy, đối với một người bình thường chúng ta, có khi chỉ chứng sơ thiệt hay là cận định, thì mình cảm thấy rằng đã quá hoan hỷ rồi, cái đó là cứu cánh rồi. Nhưng mà không, Đức Phật ngài đã vượt qua tất cả. Ngài dạy đó là vô thường biến hoại. Thật ra một lần nữa, cái sự xuất ly đối với ngũ dục, sự xuất ly đối với sắc dục, sự xuất ly đối với cảm thọ, nó đều nằm ở trong sự hiểu biết. Một cái sự hiểu biết thông thường giúp cho chúng ta tránh được những cảm bẫy nhỏ. Mà sự giác ngộ là giúp cho chúng ta vượt thoát một cái toàn diện. Và sau cái giác ngộ, bước vào cái cửa giải thoát, nó cũng dựa trên cái tuệ giác. Thế thì đó là vài điều muốn chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì Bạch Thượng Tọa Thiền Siêu không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thiền Siêu có ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ nói cho vài câu trong lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Thiền Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Em kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Nhật Đẳng soạn các câu thảo luận, chúng tôi xin tiếp lời để nói một vài điều
chia sẻ thêm với quý vị. Ở trong đời này có những người họ vẫn luôn luôn tự hào rằng họ là người đếm trải, hiểu biết hết tất cả. Thí dụ như đối với dục lạc hữu trần, họ nói họ có đếm trải và họ biết rõ lắm. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng nếu họ chỉ biết vị ngọt của ngũ trần, sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạ, thì cái biết đó chưa phải là biết một cách toàn diện, chưa gọi là thật sự biết rõ về các dục. Bởi vì ví như một người mà họ cho rằng là họ biết lái xe, một người mà gọi là biết lái xe nhưng mà chưa phải người hiểu rõ về xe, một người mà cầm cái qua lăng, nếu họ chỉ biết khởi động đạp ga cho xe nó chạy đi tăng tốc hoặc là giảm tốc độ rồi dừng lại, thì như vậy chưa phải là người thật sự biết rõ về xe. Một người biết rõ về xe là họ phải biết nó, về xe chạy tốt, xe chạy nghe cái âm thanh hay nghe động đậy của chiếc xe, động cơ của chiếc xe, hoặc là cái trạng thái dằn sóc của chiếc xe ngày hôm nay, thì họ biết rõ là xe đang có vấn đề, họ phải biết rõ như vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà thuộc về thế gian pháp, cái đó nó đều có hai mặt, vị ngọt và cái sự nguy hiểm. Và nếu gọi là người có nếp trải hưởng các dục, nhưng mà nếu người đó không có biết được cái adivopa, tức là cái sự nguy hiểm của các dục đó, thì như vậy chưa đủ để gọi là người biết tất cả sần sầu. Trong Phật giáo, Đức Phật Ngài còn dạy thêm về cái khía cạnh thứ ba là sự xuất ly. Ở đây khi mà một con người đối với các sắc, các dục, các sắc tướng và các cảm thọ,
người đó ly tham, không có bị dính mắc, thì đó được gọi là xuất ly. Nói nghe thì nó dễ, nhưng thực ra thưa quý vị, nó không có dễ chút nào. Để hiểu rõ về cái sự nguy hiểm của các dục, các sắc và các cảm thọ đó, thì có thể dễ dàng hơn là biết rõ cái sự xuất ly của các dục, các sắc và các cảm thọ. Vì sao vậy? Vì đối với các dục, khi mà con người ta chỉ vì cái ăn cái mặc mà người ta phải làm lụng vất vả cực khổ, rồi khi đã có tiền bạc tài sản rồi phải mất công gìn giữ, rồi con cháu nó tranh giành với nhau, nó đấu đá lẫn nhau, làm cho ông bà hay cha mẹ phải khổ. Thì người ta nhìn thấy cái đó, người ta rất có thể nhận ra được cái sự nguy hiểm adenopa của các dục. Còn khi mà một cái sắc tướng trẻ đẹp duyên dáng ở cái độ tuổi mới thành niên 17-18 tuổi trở thành những cái cô thiếu nữ 20, 21, 23, 25 tuổi, rồi sau đó cái sắc thân này của cô này bị già, bị bệnh và bị chết. Người ta bên ngoài ta nhìn thấy như vậy, người ta có thể nhận thức được cái sự nguy hiểm của sắc tướng, bởi vì thấy rõ ở trước mắt. Nhưng mà cái sự xuất ly của các dục, các sắc và các cảm thọ, mình nói trên phương diện thứ ba, tức là xuất ly đó, thưa quý vị, không phải ai cũng có thể sẵn sàng để xuất ly. Bởi vì một con người không có cái sự tu tập, không có sự rèn luyện, thì tâm của họ nhiếp phục dục tham không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy trong ba cái khía cạnh, cái sự xuất ly là khó làm nhất. Còn biết cái vị ngọt thì nó dễ hiểu nhất, bởi con người ai hưởng thụ người đó cũng tự biết rõ cái này là hấp dẫn, họ khởi lên cái lòng tham ái dính mắt, cái đó thì dễ rồi. Cái khó thứ hai đó là biết được cái sự nguy hiểm của các dục, các sắc và các cảm thọ. Và cái khó thứ ba tức là cái sự xuất ly. Và Đức Phật Ngài đưa ra vấn đề, Ngài nói rằng nếu mà các du sĩ ngoại đạo khi mà được nghe các vị tỳ kheo hỏi như vậy, thì họ không có
không có thể trả lời được. Không biết là thường đã dùng quý vị có thấy đã thường gọi giáo đẳng có soạn câu thảo luận à dạ dạ đã có thấy thường tòa soạn câu thảo luận xong rồi, vậy bây giờ xin thỉnh thường tòa giáo đẳng trở lại. Và rất quan hỷ trong cái trong giờ chót thì có thường tòa Tây Nguyên đã vào trong rung. Thượng tọa Tây Nguyên có nắm được cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay không? Nếu thượng tọa đã nắm được bài học ngày hôm nay thì xin thỉnh thượng tọa qua kỹ tham gia cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính đức thượng tọa thượng sư, bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa khoan hỷ giải thích trả lời cho một câu thảo luận rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ. À, nếu một người mà biết cái vị ngọt của các dục, của các sắc, của cảm thọ đó, mà không biết sự nguy hiểm thì có vấn đề đó. Dạ, chỉ biết vị ngọt giống như một đứa trẻ chỉ biết đi chơi là vui mà không biết nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại, nếu một chỉ biết sự nguy hiểm mà không biết về các, không biết về vị ngọt thì có vấn đề gì không? Kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ trả lời. Thỉnh thỉnh thưa Phật. Anh Đức Quốc Phú Thái nha. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Nếu một người mà chỉ nhìn cuộc sống qua cái vị ngọt mà không biết về hiểm quả thì người đó là người sống theo chủ nghĩa lạc quan. Mà một người sống theo chủ nghĩa lạc quan thì cái trường hợp này sẽ đưa đến cái sự tai hại là đến khi mà họ bị lâm tóc vào cùng đường tuyệt lộ, hay là họ bị rơi vào cái tình trạng gọi là bị hiểm họa do cái định luật vô thường vâng vâng, thì lúc đó người này sẽ đi vào cái sự khổ. Thí dụ một Đức Phật ngài đưa ra một cái vấn đề, khi mà kẻ vô văn phật phu, họ không thấy được cái sự vô thường và họ chỉ sống nghĩ rằng cái này là thường còn vân vân, thì cho đến khi mà thân xác của họ bị vô thường chi phối thì lúc bây giờ họ sẽ rơi vào cái tình trạng khổ đau, nước mắt đầy mặt. Cho nên sống lạc quan không phải là tốt thưa quý vị. Người đời họ thường hay nói là cần phải sống lạc quan để đừng bị phiền não. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta sống lạc quan thì chúng ta rất là nguy hiểm. Một người họ ăn, họ chỉ biết vị ngon của, vị ngọt của trái sầu riêng, hay là chỉ biết béo của nước cốt dừa vân vân,
họ chỉ biết ngon như vậy, họ ăn thì một thời gian sau thì họ sẽ bệnh tật, vì họ không biết để họ tránh. Ngược lại, nếu một người chỉ biết về hiểm họa của các dục, của sắc tướng và của cảm thọ, nhưng mà không có biết gì về vị ngọt, thì người đó theo chủ nghĩa bi quan. Tức là nhìn ở đâu họ cũng cảm thấy như là bị bế tắc, tức là cái gì cũng là khổ, cái gì cũng là nguy hiểm. Rơi vào cái tình trạng bi quan gì thì con người ta không còn đủ sức để sống. Để vươn lên, để đi về phía trước. Trong khi đó, Đức Phật Ngài đưa lên cái sự xuất ly của các dục, các sắc và các cảm thọ. Cái sự xuất ly đó là một cái con đường trung đạo Paccima Patipada. Tức là sự thật, vị ngọt là vị ngọt, vị ấy biết rõ. Trong cái vị ngọt đó có vị đắng, tức là hiểm họa, vị nó biết rõ, biết rõ cái vị đắng để tránh. Và bây giờ không phải chỉ biết đơn giản như vậy, mà vị đó còn phải có sự tu tập, tiến hành thiền tuệ. Thì như vậy ở đây, cái đường lối thứ ba là cái đường lối trung đạo Maccima Patipada mà Đức Thế Tôn Ngài đã vạch ra. Ở đời khi sống bi quan, khi mà sống lạc quan cũng nguy hiểm, sống bi quan cũng nguy hiểm. Chỉ có cái lối sống thực tiễn thì nó mới đem đến sự tốt đẹp. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đoàn như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng sư tổ thầy siêu, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và thưa tổ thầy quyền, sư tổ có chút máy và sư tổ có nghe được không? Nếu mà sư tổ thầy quyền nghe được kính trưng sư tổ quan nghỉ, trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi sư tổ thầy quyền, sư tổ có mặt ở trước máy và có nghe được không? Có lẽ sư tổ thầy quyền không nghe được. Sư Nguyên Thông có cái chứng máy và nghe được không? Dạ thấy sư tổ tự quyền đưa tay rồi. Dạ xin lỗi sư Nguyên Thông. Thưa tự quyền, khi mà chúng ta học Phật pháp và chúng ta quan sát đời sống hàng ngày vậy, thì một số lớn chúng ta là biết khổ thì biết khổ, mê khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Như vậy là lý do tại sao chúng ta biết nó khổ mà chúng ta vẫn mê, có phải là vì chúng ta biết bị ngọt, biết sự nguy hiểm, nhưng mà chúng ta không biết sự xuất ly, có phải vậy không? Cái thỉnh ý kiến của thượng tọa Tịnh Nguyên. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Chánh Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính, để Đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện, thỉnh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử.
Giờ các bạch quý ngài, cái thưa quý vị, đây là một câu hỏi hết sức là hay, mà nó cũng là câu hỏi mà tất cả chúng ta thường gặp. Khổ thì biết khổ, mà mê thời vẫn mê, phải chăng là một sự hiểu biết vị ngọt nguy hiểm nhưng không biết về sự xuất ly? Theo quả thật thì họ biết khổ không biết, mà mê tại sao vẫn mê, rồi họ biết cái sự xuất rồi họ về chỉ có xuất ly hay không. Ở đây chúng ta phải nhớ rõ cái sự biết cái khổ của bậc các bậc thánh, của các bậc trí tuệ, nó khác hơn được biết của phàm phu. Biết khổ mà tránh né khổ, chúng ta nhớ biết khổ mà lại tránh né khổ, tránh cái khổ để cầu cái gì? Cầu cái lạc. Nói một cách khác nữa, vì chỗ đó cho nên chúng ta luôn luôn có một sự đổ chọi. Biết khổ không? Bởi vì tất cả chúng ta đang đi nè, những người tu, dù cho là cư sĩ hay là bậc xuất gia gì cũng như thế. Biết khổ không biết, nhưng tại sao mà mê thì cũng phải vẫn bị mê. Là đó là chúng ta phải nhớ là nó hai phương hướng một, tức là chủng tử xương hồn của chúng ta nó nhiều, và cái ngủ ngầm, cái phiền não của chúng ta nó lớn. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là chúng ta chưa thật sự biết về cái khổ, cho nên như vì như thế chúng ta cũng thật sự chưa có xuất ly cái khổ. Chúng ta biết nguy hiểm, cái vị ngọt nó nguy hiểm, nhưng chúng ta biết nguy hiểm là sao, coi như là hết khổ rồi vui đó, hết vui rồi khổ, và một cái sự khổ nó tuyệt vời, nó đi hoài. Cho nên vì vậy là ở đây có những cái cuộc đời lấy cái cảnh khổ, lấy cái tâm trạng của khổ, mà nhờ như thế chúng ta đã được kết quả, chúng ta dễ dàng có thể nắm bắt được. Nhưng phải nói rằng là chúng ta cứ luôn luôn hứa sẽ từ bỏ, hứa sẽ cố gắng, và chúng ta thật sự nhiều lần thật hứa với chính mình biết khổ rồi, lỡ lầm lạc, lỡ si mê rồi, lần sau sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng quả thật thì bị cái nghiệp anusiya, cái dục ái tiền niên, cái sân lục tiền niên và cái nghi mạng tiền niên, nó dẫn dắt chúng ta, rốt cuộc chúng ta quên đi cái khổ. Vậy thì chúng ta thật sự chưa có, thứ nhất là chưa có nhàm chán cái khổ, chúng ta chưa thật sự biết được, hiểu rõ, tường tận về cái khổ. Nếu như chúng ta biết được tường tận về cái khổ thì chúng ta sẽ xuất ly nó. Đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có sự lưu ý. Cái lý thứ hai nữa, chúng ta nhớ rằng là ai cũng biết hết, coi như là thời gian như ngựa rủi, trần thế như mây mù, hoặc là thời là bóng câu cửa sổ, vân vân. Chúng ta biết là biết vô thường, nhưng nó trôi đi, những tầm tay mới của ta, những gì mà chúng ta thân thương triều mến, thì đây cũng chính là cái câu mà chúng ta gọi là biết là hoàn cảnh, nhưng chúng ta cũng đẩy đưa nè. Đó. Dẫu biết rằng bóng câu cửa sổ vẫn cảm thông lý khổ đại đồng, đã đành ngủ quẩn vai không, dai không, đã đành vậy nhưng lòng thì vẫn thấy đau đớn khi phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Tại sao như vậy? Biết là không thật có, biết tức là như một cái ánh mặt trời nó thoáng qua cái cửa sổ và nó di chuyển, hay là cuộc đời là quán trọ mà tất cả chúng ta như là khách trọ cuộc đời. 30 năm cuộc đời, 40 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, vân vân. Và đó chính là những gì chúng ta biết không biết. Những cái biết của thời gian, chứ không có biết vì khổ. Nếu như chúng ta đang vui, mà chúng ta chợt nhận nghĩ ra rằng hết cái vui này là nó là cái khổ. Ít nhất cũng còn chút gì để nhớ để thương. Chứ còn mà nếu mà vui quá đến khi rồi bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu đi về và bắt đầu
lúc đó cái sự nhàm chán, cái sự bực bội trong lòng nó khởi lên, thì lúc đó cái khổ nó triền miên vân vân. Thì tất cả những điều đó là chúng ta phải có một sự suy nghĩ rõ ràng. Cho nên hỏi rằng là trong trong tâm trạng biết khổ thì khổ mà mê thời vẫn mê, phải chăng cái sự hiểu biết về địa ngục, sự nguy hiểm nhưng không biết về sự xuất ly? Và đúng như vậy, có thể nói chúng ta không có hiểu rõ về cái sự xuất ly. Không, có nghĩa rằng bởi vì chúng ta thật sự chưa hiểu, chưa thật sự biết và gọi là bachana biết, chúng ta chưa hiểu rõ về cái khổ một cách tường tận. Khi nào mà trong vui chúng ta nghiệm, chúng ta biết đến rồi đến cái khổ, thì khi đó là chúng ta mới nắm bắt được. Khi mà chúng ta còn sống, đang sống đây mà chúng ta nghĩ rằng rồi chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta sẽ già, rồi chúng ta sẽ bệnh, rồi chúng ta sẽ không còn cái gì, hơi vừa vừa dứt việc đời cũng chấm dứt, nào của cải vợ con tiền bạc vân vân nhắm mắt rồi là nắm tay không. Khi chúng ta suy nghĩ mà chúng ta đương chúng ta đầy đủ tất cả cuộc đời này nó là như vậy, hay là chứ không phải là khi mà chúng ta đang đầy đủ tiền của vật chất rồi khi mà chúng nó mất hết rồi mình chúng ta mới nhớ ở thôi là cuộc đời có không không, rồi cuộc đời này nó là vô thường, thì cái chuyện đó là cái chuyện khi đã mất rồi. Thì thật sự chúng ta nuối tiếc nó nhiều hơn, rồi chúng ta bệnh, chúng ta núp vào cái khổ để mà chúng ta nói cho nó qua chuyện. Nhưng sự thật ra người nào đang vui mà hiểu biết rồi sẽ khổ tới, người nào đang có đầy đủ về cái điều kiện nhưng người đó biết rằng rồi nó cũng sẽ qua đi, cảm thọ nó sẽ vô thường vân vân, thì như thế thì quả chăng chúng ta có chút gì gọi là hiểu biết một chút theo cách phật phu. Thì các bạn thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có gì cần bổ sung thì kính chúng ta thượng tọa cùng quý ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sao tôi kính trình thượng tọa Tây Quyền. Sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông nói về nhân sinh quan của cuộc sống thì chúng ta có nhiều cái nhìn đó. Nhưng mà khi Phật Pháp, khi Đức Phật dạy chúng ta rằng nhìn đối với các dục, đối với sắc, đối với cảm thọ, mà nhìn vào vị ngon, rồi nhìn vào sự nguy hiểm, nhìn vào sự khuy, thì điều đó cho chúng ta thấy điều gì khi nói đến nhân sinh quan cuộc sống? Kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng ba khía cạnh của cuộc sống được Đức Phật dạy là vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly, cho chúng ta hiểu gì về nhân sinh quan theo Phật Pháp? Kính thưa Sư Phụ, theo trí hiểu nông cạn của con thì con hiểu rằng cái sự giảng dạy của Đức Phật là chân xác là bởi vì cái cuộc sống là có cái vị ngọt. Vị ngọt nghĩa là lục căn của chúng ta duyên với trần cảnh bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thì có cái sự cảm thọ, và cái cảm thọ đó nó có hai phần. Một phần là khả ý khả, thì thấy thường tình thì con người gặp cái điều gì mà khả ý, khả lạc, khả hỷ thì người ta đắm say, chuyện đó là chuyện bình thường. Và cái phần thứ hai nữa là không bằng lòng thì khả sân, thì cái dục ái là cái tan ha, là cái dục ái của chúng ta và cái sân si của chúng ta đó là hai khía cạnh đó đã đưa chúng ta vào cái khổ cảnh. Và vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng khi mà chúng ta duyên với trần cảnh bên ngoài bởi nhân lục căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và duyên với sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp đó, thì nếu mà chúng ta nhận thấy những cái điều đó, là Đức Phật giảng dạy là cái nhận thấy của cái con mắt, cái nhận thấy của cái lỗ tai, cái nhận thấy của lưỡi và nhận thấy của thân xúc chạm, chứ không phải là cái cảm nhận của một cái con người. Và nếu mà chúng ta thấy như thị, tức là see it as it is, tức là mình nhìn cái điều đó như điều đó, chứ đừng có thấy nó là
Như vậy rồi cảm thấy một con người là cảm thấy rồi sẽ sai đắm. Vì thì vì vậy cho nên là cái đó là cái xả ly. Cái xả ly là cái điều khiển cái cảm thọ của chúng ta, đừng để cho cái cảm thọ của chúng ta nó lấn ướt những cái trí tuệ của chúng ta. Và cái đó gọi là cái xuất ly. Mà kính thưa chư vị, cái điều này nói ra thì rất dễ, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng Đức Phật của chúng ta đã thành tựu cái giáo pháp của Ngài bằng 20 A Tăng Tỳ Kiếp, là do một cái cuồng con đường đi là ngắn nhất, 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Nếu mà hiểu chỉ mà A Tăng Tỳ thì có thể nói là một cái số lượng mà nó nhiều, mà cái trí tuệ của con người của thế gian không thể nào đếm biết được, thì ta gọi là A Tăng Tỳ hay A Tăng Kỳ đó. Và 100.000 đại kiếp trái đất thì mình chỉ nói một đại kiếp trái đất, như trái đất này của chúng ta đang ở đó, thì có thể chứa được 4 vị Phật, 5 vị Phật chánh đẳng giác. Mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Gautama của chúng ta là cái Đức Phật thứ tư. Và trí tuệ của Ngài cho ta biết rằng trái đất này có thể chứa thêm một được. Quý vị còn nghe được không? Có lẽ sư Nguyên Thông đã bị gián đoạn trực truyền. Chúng tôi xin được nói một cách tóm tắt là chúng ta biết Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta có 3 chướng phiền não là tham, sân và si. Vị ngọt của các dục khiến cho chúng ta tăng trưởng lòng tham, và sự nguy hiểm thường dẫn chúng ta đến tâm sân, và sau cùng là không hiểu biết về sự xuất ly. Đó là một cái thái độ của tâm sinh. Và 3 điều này nếu chúng ta không quán triệt thì chúng ta sẽ sống trong phiền não. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đến đây đến nay, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chiều mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con Nhật Quỳnh xin điểm khuyết cho tri chúng ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoàng Việt đặng đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thank you.
con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường chuyện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa Padivata sapa sangha lupa vena so te hon du ne hon Ta rang miền công đức đã làm Kiếp kiếp lành giải thoát Đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Tháp Tham Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha Giác. Dạ.